Để xây dựng một công trình dưới nước, bạn sẽ cần một số kỹ thuật thú vị. Một cây cầu lớn bắc qua sông hoặc vịnh có móng ngầm dưới nước. Việc xây dựng còn phức tạp hơn với các đường hầm dưới biển. Thi công dưới nước rất khó khăn. Các kỹ sư phải đối phó với áp lực nước, sự ăn mòn do nước mặn. Ngoài ra, tìm vật liệu phù hợp cũng là cả một vấn đề. Các vật liệu điển hình nhất là bê tông, thép và kính acrylic. Bê tông không sợ dòng nước và không bị nước mặn làm hư hại. Thép mang đến kết cấu chắc chắn cho các công trình dưới nước, còn kính acrylic rất cứng, bền và không chịu tác động dưới ánh nắng. Nó cũng trong suốt, chính vì đặc điểm này mà nó thường được sử dụng để làm cửa sổ trong các tòa nhà dưới nước. Dù sao, khi nước nông, việc xây dựng công trình nào đó cũng không đến nỗi quá khó. Những người làm xây dựng tạo ra một công trình móng tạm thời. Sau đó, phía trên của móng, họ xây dựng vài trụ để nâng đỡ cấu trúc bên trên. Nhưng nếu nước sâu, các kỹ sư sẽ phải sử dụng những phương pháp khác. Tùy thuộc vào phương pháp mà họ chọn, người ta sẽ rút bớt nước hoặc chuyển hướng nước trong quá trình xây dựng. Một trong những phương pháp là sử dụng một bộ cọc đóng lớn, đó là các cột dai, mỏng, chủ yếu được làm bằng thép. Nhưng bên trong, các cột này rỗng một phần. Với sự trợ giúp của một chiếc búa khổng lồ, các cột được đóng xuống đáy như đinh đóng vào gỗ. Sau đó, các cột thép này được đổ đầy bê tông qua một ống đặc biệt. Bê tông thay thế nước đọng trong cọc trụ từ trước đó. Bê tông có khả năng rắn lại dù bao quanh nó là nước. Đó là lý do tại sao cọc đóng cuối cùng vẫn trở thành móng ổn định cho các công trình trên và dưới nước. Cọc đóng là cách rất hiệu quả về chi phí để xây dựng một công trình nào đó cần được cố định. Chúng giúp ngăn không cho công trình bị dòng nước cuốn đi. Một cách khác để xây dựng các công trình dưới nước là tường chắn nước. Chúng được xây tạm thời và cho phép công nhân tạo không gian khô ráo cho công tác thi công. Nước được bơm ra khỏi khu vực kính này và tường chắn nước phát huy tác dụng như một con đập ngăn nước. Một bức tường chắn nước hoàn thiện trông giống như một cái hố lớn với các vách cao bao quanh là nước. Tường chắn nước được làm từ đá, thép và thậm chí cả bùn đất. Những công trình này được xây dựng nhanh chóng và dỡ đi còn nhanh hơn. Nhưng quá trình xây dựng tường chắn nước rất phức tạp và nhiều thách thức đối với các kỹ sư. Họ phải đảm bảo công trình này không bị ngập lụt hoặc bị đổ. Cách đơn giản nhất để xây một tường chắn nước là đắp thật nhiều bùn đất. Nhưng trong trường hợp này, bằng cách nào đó, công nhân thường phải làm cho công trình vững chắc hơn, giúp bảo vệ công trình khỏi thiệt hại do nước gây ra. Khi tường chắn nước hoàn thiện, máy bơm sẽ hút nước từ bên trong ra. Đôi khi, việc xây dựng một tường chắn nước sâu và chắc chắn rất đắt đỏ. Trong trường hợp này, các đơn vị xây dựng dùng vài máy bơm mạnh để bơm ra hết lượng nước thừa khi nước thấm qua các bức tường chắn. Nếu một đê chắn nước bắt đầu bị hỏng, quá trình này diễn ra chậm và may mắn là có thể đoán trước được. Trên công trường không chỉ có máy bơm chính mà còn có máy bơm dự phòng. Trong trường hợp khẩn cấp, người ta có thể vận hành hệ thống tăng tốc. Sau đó, nước được bơm ra ngoài trong thời gian cần thiết để nhân viên sơ tán. Tường chắn nước được sử dụng nhiều nhất trong quá trình xây dựng đập và cầu. Tuy nhiên, các kỹ sư cũng dùng đê chắn nước khi một con tàu lớn như tàu du lịch hiện đại cần được sửa chữa. Loại tàu này quá lớn để có thể đưa vào bờ và tường chắn nước là lựa chọn hoàn hảo để tạo ra một khu vực khô ráo. Tàu được cô lập khỏi vùng nước và các thợ máy có thể sửa chữa tàu tại chính vị trí của nó. Ngoài ra, khi một con tàu du lịch cần được mở rộng, các kỹ sư cũng xây tường chắn nước xung quanh nó. Sau đó, họ bơm hết nước từ bên trong ra ngoài, tạo thành một nơi làm việc khô ráo. Con tàu được cắt thành hai phần và quá trình nối dài của nó bắt đầu. Tường chắn nước được chia làm vài kiểu chính, cỏ dằn, nhiều ngăn, đổ đá hoặc bằng đất. Với mỗi kiểu, các kỹ sư cần tìm ra độ sâu thích hợp nhất để đưa bức tường vào nền đất. Việc này còn phụ thuộc vào loại đất và bản thân hồ chứa nước nữa. Tường chắn nước có dằn chủ yếu được dùng trong quá trình xây dựng ở vùng nước nông. Thực chất, cấu trúc này là một bức vách gồm nhiều cọc ván. Đó là các bộ phận có các cạnh lồng vào nhau. Thông thường, cọc ván được làm bằng thép, nhưng vật liệu cũng có thể là bê tông cốt thép hoặc gỗ. Cọc ván tạo ra cấu trúc như một cái hộp xung quanh khu vực cần thiết. Tường chắn nước có nhiều ngăn cũng được làm bằng cọc ván, nhưng trong trường hợp này, các cọc có hình dạng đặc biệt. Sau khi nối với nhau, chúng tạo thành các ngăn được lấp đầy đất hoặc đất sét. Bản thân các ngăn lại tạo ra một bức vách kính nước, nhờ cấu trúc của mình, nó vô cùng ổn định. Tường chắn nước đổ đá được sử dụng khi công trường có nhiều đá. Tường được xây dựng trên đất,
Điều này ngăn không cho nước thấm vào tường và những tảng đá giúp gia cố cấu trúc. Tường chắn nước bằng đất được xây dựng ở những nơi nước sâu dưới 3 mét. Chúng được dựng lên từ các vật liệu có sẵn, đất sét, cát, thậm chí cả đất. Ngoài ra còn có các loại tường chắn nước một vách và hai vách. Loại đầu tiên được sử dụng khi diện tích xây dựng không rộng và có độ sâu hơn 6 mét. Thông thường, những tường chắn nước như vậy được ứng dụng khi xây cầu. Gỗ hoặc các tấm gỗ được đưa xuống đáy biển hoặc lòng sông. Sau đó, các tấm sắt hoặc thép được bổ sung vào bên trong. Hai bên vách, công nhân đặt những bao cát đầy một nửa. Cuối cùng, nước được bơm ra ngoài và tường chắn nước đã sẵn sàng để sử dụng. Tường chắn nước hai vách được dùng cho các công trình có diện tích lớn khi nước rất sâu. Những công trường như vậy cần nhiều nguồn hỗ trợ đắc lực hơn. Loại tường chắc chắn hơn này có hai bức vách giúp nó thêm ổn định. Hai cọc được đẩy xuống đáy nước với một khoảng trống ở giữa. Độ sâu càng lớn thì khoảng cách giữa các bức vách cũng càng lớn. Tiếp theo, chúng được gắn vào nhau. Sau đó, không gian này được lấp đầy đất. Tường chắn nước không hề rẻ, nghĩa là nếu người ta sử dụng tường cho một dự án thì đó là do không có lựa chọn nào khác khả quan hơn. Ví dụ, đó là cách tốt nhất để xây dựng các đập vĩnh viễn. Khi đập Hoover được thi công, một số đê chắn nước đã được dựng để chuyển nước ở sông Colorado. Ngay sau khi dự án kết thúc, nước được bơm trở lại tường chắn nước và các vách của nó, bất kể chúng là gì, sẽ bị dỡ bỏ. Một cách nữa để xây dựng dưới nước là giếng chìm. Chúng là cấu trúc kín nước được đưa xuống nước, ngay cả khi mở, chúng vẫn khô bên trong. Công nhân có thể tiếp tục đào xuống cho đến khi chạm đến bề mặt rắn. Đó là nơi người ta đặt giếng chìm. Điều khiến giếng chìm hơi ép khác biệt là chúng sẽ trở thành một phần của nền móng, giả sử như móng cầu hay móng của một con đập. Và dù cho có thể bạn nghĩ một cây cầu hoặc một con đập không phải là công trình dưới nước, nhưng phần lớn các yếu tố quan trọng của chúng đều ở dưới nước. Ví dụ như một cây cầu lớn sẽ không thể nâng đỡ nổi trọng lượng của nó nếu không có các trụ đỡ lớn. Và chúng đứng trong nước. Có một vài kiểu giếng chìm, mở, hơi ép và dạng hộp. Giếng chìm mở không có đáy. Thực chất, chúng chỉ là những bức tường thẳng đứng cho phép thợ xây đào sâu xuống đáy. Giếng chìm hơi ép giữ cho nước không thấm qua bằng cách sử dụng khí nén. Điều này giúp duy trì áp suất bằng nhau giữa bên trong và bên ngoài công trình. Khi công nhân đào ra một số vật liệu, các chất này sẽ được đưa lên thông qua một ống thải đặc biệt. Khi giếng chìm chạm đến đá gốc, công nhân đổ bê tông vào. Khác với các kiểu kia, giếng chìm dạng hộp có một tầng và công nhân hạ nó xuống móng đã được thi công từ trước. Trong quá trình xây dựng cầu Brooklyn, các kỹ sư đã sử dụng hai giếng chìm lớn. Nhờ chúng mà họ đã chạm đến phần đá gốc và tạo ra móng cho các trụ tháp của cây cầu. Và sau đó còn có thi công bên ngoài công trường. Đó là khi mọi thứ không chỉ được xây mà còn được lắp ráp, không phải tại công trường. Trong trường hợp này, các kỹ sư thường thi công theo kiểu module. Đó là khi các bộ phận xây dựng do nhà máy sản xuất được chuyển đến công trường. Ở đó, chúng được lắp ráp giống như một bộ Lego khổng lồ. Sau đó, kết cấu này thường được đưa đến công trường trên các xà lan lớn hoặc bị kéo đến đó. Tiếp theo, chúng được hạ xuống đúng vị trí. Một số kết cấu chìm xuống do sức nặng của chính mình. Các kết cấu khác chỉ có thể chạm đến đáy biển sau khi được tải thêm trọng lượng. Phương pháp xây dựng này khá đắt đỏ. Tuy vậy, nó vẫn tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc xây dựng ngay dưới nước. Phần sau đó yêu cầu sự tham gia của các kỹ sư có tay nghề cao và các công cụ độc đáo. Và đừng quên về rủi ro nha. Nhưng còn đường hầm dưới nước thì sao? Chúng được xây dựng như thế nào vậy? Các đường hầm hiện đại thường được xây dựng với sự hỗ trợ của máy khoan hầm lớn. Chúng có một biệt danh, chuột chuỗi. Dù máy móc như vậy có giá cắt cổ vài triệu đô la, nhưng nó chỉ cần rất ít thời gian để tạo được một đường hầm dài. Máy di chuyển về phía trước rất chậm. Nó có một đĩa tròn đặc biệt với dao quay dạng đĩa. Chúng có thể dễ dàng phá xuyên đá rắn. Sau đó, tảng đá được thả xuống một băng chuyền đưa ra ngoài. Một máy khác sử dụng đá này để xây dựng lớp lót đường hầm theo kiểu đường chuột chuỗi. Bằng cách này, chuột chuỗi không chỉ đào đường hầm mà còn gia cố các bức tường mà sau này sẽ nâng đỡ đường hầm. Phương pháp này và 11 máy khoan hầm lớn đã được áp dụng để xây dựng đường hầm Channel dài 50 km. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 3 năm. Đào lấp là một phương pháp khác để tạo ra đường hầm dưới nước.
Đầu tiên, công nhân đào một rãnh dưới đáy đại dương hoặc lòng sông, sau đó họ đặt các ống bê tông hoặc ống thép đã được đúc từ trước vào đó. Sau khi phủ một lớp đá dày lên các ống, các phần được nối với nhau, tất cả những gì công nhân phải làm là bơm nước ra ngoài. Đó là cách đường hầm Ted William nối sân bay Logan với Nam Boston được xây dựng. Với công trình này, họ sử dụng 12 ống thép khổng lồ, mỗi ống dài hơn 91 mét và các ống chứa những con đường đã được xây dựng hoàn chỉnh.